Để trái sầu riêng xuất khẩu chính ngạch, thời gian qua, người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng phải nỗ lực vượt qua những yêu cầu cũng như kiểm tra khắt khe của đơn vị nhập khẩu, từ khâu trồng đến chế biến. Với diện tích hơn 20.000 hecta, trong đó có khoảng 6.000 hecta cho quả. Năm qua, Lâm Đồng đã thu hoạch được 123.000 tấn quả sầu riêng. Bình quân mỗi hecta thu nhập đem về cho người trồng khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng. Kinh tế của cây sầu riêng mang lại đời sống cho nông dân chúng tôi rất là tốt. Nên bà con rất là phấn khởi và hiện tại thì bà con nông dân đang chuyển đổi đầu tư về cây sầu riêng rất là mạnh. Chắc chắn là cái sản lượng sẽ tăng hơn năm trước đó và những năm trước kia. Bởi vì là năm nay là người nông dân họ đã chăm sóc ở mức độ bắt và chuyên canh. Đến thời điểm này, Trung Quốc đã cấp 65 mã vùng trồng cho sầu riêng trồng tại Lâm Đồng. Nhiều cơ sở đóng gói chế biến trên địa bàn cũng được cấp mã số, giúp sản lượng xuất khẩu sầu riêng năm qua đạt gần 100 triệu đô la Mỹ, góp phần đưa sầu riêng Việt Nam có mặt trên 8 quốc gia, đạt kim ngạch xuất khẩu ở mức kỷ lục gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Thì ngành nông nghiệp tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ đề xuất Trung Quốc là cấp nốt cái số diện tích còn lại và khoảng trên 3.000 hecta để đảm bảo có cái vùng trồng để xuất khẩu. Vừa rồi, Cục Bảo vệ Thực vật cũng đã lấy cái dự thảo nghị định về xuất khẩu sầu riêng chính ngạch cấp đông. Thì trong thời gian tới, khi nghị định thư này được ký kết, thì tôi cho rằng là một cái bước rất lớn trong cái việc mà xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Rất chỉ là mong muốn được sớm được cái mã cấp đông này để cho công ty thực hiện theo cái dự án của nhà nước đưa ra và người nông dân sau này cũng rất chi là đỡ vất vả vì đã sản xuất được ra cái mặt hàng tốt nhưng mà không được đi xuất khẩu đi các nước. Thực tế 2 năm nay, sầu riêng xuất sang Trung Quốc chỉ ở dạng trái tươi với khoảng 60% tổng sản lượng là đáp ứng yêu cầu, số còn lại tiêu thụ trong nước hoặc cấp đông xuất sang các thị trường khác như Mỹ, Úc, Thái Lan, Đài Loan nhưng tỷ lệ rất ít. Một khi sầu riêng cấp đông Việt Nam chính thức có mặt tại thị trường đầy tiềm năng Trung Quốc, việc phát triển cây sầu riêng ở Việt Nam mới có tính ổn định và phát triển bền vững.